thuốc đặc trị viêm mảng. Dẻo như bột, như keo bạc hà. Chuyên trị đau đầu khi chúng ta rơi vào hoàn cảnh viêm màng phổi. À, bóng kia. Tám loại thuốc đông y. Mỗi ngày lấy một thìa pha nước nóng uống trước khi đi ngủ và buổi sáng dậy.